Mình order cái này là món warm croissant với cả trứng scrambled egg cheese này. Đây có poached egg này, trứng này là trứng lọc đào nhá. Ăn cực kỳ thơm luôn. Trứng omelette có trứng cá hồi bên trên này. Bọn mình đang đến địa điểm thứ hai của thằng brunch hôm nay là The Bower of Manly. Thì bọn mình đã đỗ xe chỗ kia rồi và bây giờ bọn mình đang đi bộ đến chỗ đấy. Thì mình nghĩ cái nhà hàng này nhìn ra được biệt luôn. Các bạn nhìn này, biệt đẹp chưa? Bọn mình cuối cùng đã đến cửa hàng này rồi và bọn mình đã có chỗ ngồi. Và bọn mình đến đây, bọn mình đã đặt trước này. Đặt từ 1 giờ nhưng mà 1 rưỡi bọn mình mới có mặt. Tại vì đường đông quá. Nhưng mà bọn mình đã order 3 thứ nhá. Một là một cái món này là món ngũ cốc với cả dừa này. Món thứ hai là bọn mình sẽ order là bánh pancake với cả berries. Và thứ ba ấy, mình order là một cái burger với cả những đồ ăn buổi sáng ra cộng vào với nhau ấy. Nhưng mà bây giờ 2 giờ chiều rồi, không phải thiếu cốc bia các bạn ạ. À, bây giờ bọn mình đã có đồ ăn ra rồi các bạn nhé. Đây là mình order là Ricky Hamburger. Trông cũng khá là đầy đặn. Miếng bánh thì mình thấy là khá là hơi dày so với mức bình thường. Còn thử mở ra bên trong xem có cái gì nhá. Xem à. Bên trong này thì có hai quả trứng ốp la này, có một miếng cheese bên trên nữa này. Đây. Hai quả trứng ốp la. Đây là bacon nữa. Và ở dưới là rau xà lách. Và ở dưới cùng nữa này, đây. Còn một chút avocado nữa, đây là bơ các bạn nhá. Và bây giờ mình lại phải sắp xếp lại để ăn thử món này. Đồ ăn thì mình thấy cũng trông khá là bình thường, không biết vị như thế nào. Nhưng cái chính là quan trọng ấy, là cái view ở chỗ quán này rất chi là chill và đẹp các bạn ạ. Cái burger này khá là bình thường, không có gì đặc sắc lắm, chỉ là trứng ốp la, bacon này giòn giòn, hơi mặn một chút, cái rau xà lách thì rất chi là tươi, còn sốt thì hình như là sốt mayonnaise, sốt cay mayonnaise các bạn ạ, cẩn lại phát nữa, lần thứ hai này ấy. Thì mình được cắn thêm một chút bơ nữa. Thì nó khá là ngậy ngậy. Ăn nó khá là ok. Mình thử khoai em nha. Khoai này khá là giòn. Người ta là shoestring fries. Nhìn rất chi là mỏng nhá. Mình nghĩ là giá của cái này là hơi đắt so với cả chất lượng của bánh hamburger này. Đây là 19,5 đô. Nhưng được khoai và bánh. Mình nghĩ phần này nó đắt tại vì cái view của cửa hàng này nó là khá là độc nhất các bạn ạ. Thì như mình đã nói ấy, thì các bạn có thể sống ở ngay bên cạnh này. Thì mình sẽ mang luôn đồ ăn của mình sang đấy để mình sống.
bạn ơi, hôm nay mình review đồ ăn các bạn ngay cạnh biển luôn, nhưng mà chỗ này ồn quá nên mình chơi luôn giọng to xem thằng nào ồn hơn. Nào, chiến luôn thử nào. Đây nhá, món pancake với cả berries này, trông trang trí khá là đẹp. Và mình sẽ làm thử. Đây là maple syrup. Bây giờ trước khi cho cái đấy vào, mình sẽ cắt thử cái này trước xem như nào. Mình ăn thử pancake luôn nhá. Trong miếng pancake này, các bạn có thể thấy luôn là có chuối này, có dâu này, có blueberry là gì tiếng Việt mình quên mất rồi. Nên thì mình sẽ ghi chú thích sau. Miếng bánh khá là dày nhá, khá là đẹp. Nhìn nướng này, nhìn rán này, không phải nướng, rán nhá. Wow. Dày dày mềm mềm, ăn khá là ok ấy. Nhất là có thêm một vị chuối nữa, ngon hết. Bây giờ mình sẽ cho thêm một chút sốt maple syrup lên bên trên này. Ăn thử cái này với cả một chút ít dầu luôn. Cái này ấy, mình đánh giá là ngon hơn cái bánh burger kia dở lắm. Này còn đắt nữa. Cái này rẻ hơn ấy, mà còn ngon hơn. Các bạn có vị chua ở dâu ấy không? Mà dâu cực kỳ tươi. Các bạn có cả thêm vị chuối nữa này, giòn giòn của bánh nữa, cực kỳ thơm. Cả nước mật đường này nhá, ăn cực kỳ ngon luôn. Cộng vào với nhau ấy, 5 trên 5. Mình là người không thích ăn blueberries ấy, nhưng mà vẫn phải thử luôn với cả combo như thế này để xem vị ra sao. Nè, tổng hợp 3 thứ luôn. Nhìn nè, blueberry, dâu và cả chuối luôn. Ngon lắm ấy các bạn ạ. Nói thật đấy, bỏ công mà đến đây mình nói thật là cũng đáng. Các bạn chỉ cần ngồi đây nhé, ăn một chút ít bánh này, thêm một ít cà phê này, ngồi ngắm biển này, ngắm cả gái xinh đang bơi nữa các bạn ạ. Thế nên mình thấy đánh giá cái chỗ này cũng được, mình sẽ cho là 4 sao trên 5 sao. Rồi, bây giờ mình đến món tiếp theo luôn nào. Đây là món ngũ cốc tổng hợp với cả dừa các bạn ạ. Nhìn mình thấy khá là đẹp nhá. Nhìn này, có dừa bên trên nhá, có dâu nhá, và ở dưới là ngũ cốc. Có cái trắng trắng này mình không biết là cái gì. Là dừa người ta bào nhỏ ra. Bây giờ mình sẽ xúc một phát lên. Ở dưới này hình như có cả hạt nho này. Này ăn thử luôn. Ăn này nó hơi ăn vào buổi sáng á, là làm hơi một chút cà phê ấy, cực kỳ ngon. Ngũ cốc này là ngũ cốc mềm nhá, nó có một chút giòn giòn vị dừa, cực kỳ thơm luôn. Nhưng đây cả một vị ngọt của nho nữa, cộng thêm một hình như thế này là sữa chua dừa thế nào ấy, ăn khá là ok ấy. Ngày mình sẽ cho 4 sao trên 5 sao. Rất dễ ăn và khá là ngon nữa. This is my go-to spot for coffee. I see. But this spot is called Halfway's because it's halfway between Manly and Shelley Beach. Ah, we didn't know that. Yeah, so this is like a very common zone to come and chill. You can sit down on the rocks and I'm a foodie at heart, I think. Yeah. So I'd probably shoot for like the food over the view, given that we've got this on the doorstep, I guess. The view over here is beautiful. It is stunning, but like I'd prefer like the setting here, like versus the concrete jungle, like in the city. Và cuối cùng là đây là kết thúc của video bọn mình.
bọn mình sẽ mong các bạn enjoy the video và bọn mình sẽ gặp lại các bạn lần sau.